Mấy cây này nè, là nay là 5 tháng rồi nè. Nó mới khác ra cái chơi đẹp rồi nè. Tại vì cái cây mà nó bị yếu rồi nè. Khi mà nó cứu lại mà không có to như nhà thương nữa rồi nè. Để nhà thương luôn á. Nó nuôi nhiều quá luôn, nó nổi nè. Thì ấy anh nói là cái đó phải mỗi ngày mỗi tưới luôn á. Ừ, tại lá mình nó nhiều, dàn xương mình nó nhiều mà em thấy lá nó heo không? Mình đi tưới ké nè, nó hỏi cây mình nha anh em. Mình mà có dàn cây giờ là mình khỏi đi tưới nè. Mình nướng mình tưới được.